Vô ơi. Rồi. Lóc chúa nha quý vị. Vô mánh luôn rồi. Ký mấy à? Được không? Cho cậu nghỉ coi. Số đường ba ơi. Ngon bạn, sao ăn im 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 vậy bạn? Ngon quá, không nói được. Nói được, quá ngon. Ngon quá, mới mở. Ngon mấy tiền, sao im re ăn cơm không mấy tiền? Thôi, mời cả nhà. Tiêu giả bản thân để lâu quá bay mình muốn con cá phải có tiêu. Đây là thành quả của hai anh em cả buổi chiều. Buổi chiều đi được ba món. Em đang lấy cái này. Cá khô quẹt, nhỏ nó không có cá chiên giòn, cá lóc thì nấu canh mẻ chuối.